Và của mẹ, ôi biết bao kỷ niệm, chính nơi đây mình đã được sinh ra và lớn khôn. Quá khứ đẹp đâu còn, hiện tại buồn đớn ruột, cũng cánh cửa này đấy. Thuở còn thơ, mình thường chơi trò trốn kiếm chị Phương Thành đấy mà. Rồi khi lớn lên, chị em ta có ngờ đâu lời nói chơi ngày xưa nay nó trở thành là sự thật. Vì từ khi em bị bắt lên chiếc giống qua để mãi mãi rời xa bên nước Đông Hồ, dạ hả?
hết rồi bà con mình ơi. Dạ. Đầy hiểu ý ha. Xin quý vị cho Hoàng Dung tràng pháo tay an ủi được không quý vị ơi? Dạ cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ. À bây giờ tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng trở lại với giọng hát.